Chào các em học sinh. Mời các em trở lại với nhập môn Hóa học trung học cơ sở. Trong bài học hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em cách giải các bài tập có liên quan đến chất dư và hiệu suất phản ứng. Ở các bài trước, các em đã học về tính theo phương trình hóa học. Thực tế thì tính theo phương trình hóa học mà các chất phản ứng vừa đủ với nhau và hiệu suất phản ứng đạt 100%, nó chỉ xảy ra trên lý thuyết mà thôi. Còn trong thực tế thì với nhiều cái lý do khác nhau thì luôn có các chất dư và hiệu suất phản ứng không đạt được 100%. Vậy thì phương pháp để giải quyết các bài tập này như thế nào? Các em cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Bài 7: Hiệu suất phản ứng và chất dư. Trước ta tìm hiểu khái niệm hiệu suất phản ứng. Hiệu suất phản ứng là phần trăm lượng chất tham gia hoặc sản phẩm phản ứng trên thực tế so với lý thuyết theo phương trình hóa học, và hiệu suất phản ứng luôn nhỏ hơn 100%. Công thức tính hiệu suất phản ứng. Ta có thể tính hiệu suất phản ứng theo chất tham gia phản ứng như sau: H bằng X tham gia lý thuyết trên X tham gia thực tế nhân 100%. Ở đây, H là hiệu suất phản ứng, X tham gia lý thuyết là lượng chất tham gia phản ứng theo phương trình hóa học, X tham gia thực tế là lượng chất tham gia phản ứng trên thực tế. Ngoài cách tính hiệu suất phản ứng theo chất tham gia, ta cũng có thể tính hiệu suất phản ứng theo sản phẩm, tức là theo chất tạo thành sau phản ứng như sau: H bằng X sản phẩm thực tế trên X sản phẩm lý thuyết nhân 100%. Ở đây H là hiệu suất phản ứng, X sản phẩm lý thuyết là khối lượng sản phẩm theo phương trình hóa học, X sản phẩm thực tế là khối lượng sản phẩm trên thực tế thu được của phản ứng. Các em chuyển sang phần 2. Một vài ví dụ về bài tập liên quan đến hiệu suất phản ứng. Ví dụ 1. Nung 50g CaCO3 nguyên chất thu được 21g CaO, tính hiệu suất của phản ứng. Ta có phương trình hóa học CaCO3 nung nóng sẽ tạo ra CaO cộng với CO2. Vậy thì theo phương trình hóa học, cứ 100g CaCO3 sẽ tạo ra 56g CaO. Vậy theo bài ra thì 50g CaCO3 tạo ra xì g CaO. X sẽ bằng 50 nhân 56 trên 100 bằng 28g. Như vậy là theo phương trình hóa học, tức là về mặt lý thuyết, thì sẽ thu được sau phản ứng thu được 28g CO. Nhưng thực tế bài ra thì lại chỉ thu được có 21g CO mà thôi. Vậy thì hiệu suất phản ứng sẽ được tính như sau: H bằng M CO trên thực tế thu được chia MCO theo phương trình hóa học nhân 100% bằng 21 chia 28 nhân 100% bằng 75%. Ngoài cách tính trên thì ta cũng có thể sử dụng cách tính theo chất tham gia phản ứng. Theo phương trình, cứ 100g CO tạo ra 56g CaO. Vậy thì cần Y gam CaCO3 để tạo thành 21g CO. Y sẽ bằng 21 trên 100 bằng chia 56 bằng 37,5%. Như vậy ta thấy về mặt lý thuyết thì để thu được 21g CO chỉ cần dùng
37,5 gram CaCO3. Nhưng thực tế ở bài này người ta đã phải nung đến 50 gram CaCO3 mới thu được 21 gram CO. Vậy thì hiệu suất của phản ứng sẽ là H bằng MCaCO3 lý thuyết trên MCaCO3 thực tế nhân 100% bằng 37,5 chia 50, 100 bằng 75%. Và đây thầy cũng lưu ý các em là trong các bài tính hiệu suất phản ứng, nếu như các em tính hiệu suất phản ứng mà ra một con số lớn hơn 100%, lớn hơn 100% thì có nghĩa là cách tính đó chúng ta bị sai và các em phải kiểm tra lại trước khi kết luận. Các em lưu ý nhé, hiệu suất phản ứng luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 1, hay nó khác từ 0% đến 100%. Ví dụ 2, người ta dùng quặng bôxit để sản xuất nhôm theo sơ đồ phản ứng 2Al2O3, điện phân nóng chảy tạo thành 4Al cộng 3 oxy. Hàm lượng Al2O3, tức hàm lượng nhôm oxit trong quặng bôxit là 40%. Để có được 4 tấn nhôm nguyên chất cần bao nhiêu tấn quặng bôxit? Biết rằng hiệu suất của phản ứng là 90%. Như vậy để giải bài tập này thì đầu tiên chúng ta cần phải tính xem là cái trong cái quặng bôxit nhôm này thì có bao nhiêu, có khối lượng của nhôm oxit là bao nhiêu. Sau đó dựa vào hiệu suất phản ứng chúng ta sẽ tính được cụ thể như sau. Theo phương trình phản ứng thì cứ 20,4 gram nhôm oxit sẽ tạo thành 108 gram nhôm. Vậy x tấn nhôm oxit sẽ được tạo thành, sẽ tạo thành 4 tấn nhôm nguyên chất. Vậy x sẽ bằng 7,56 tấn. Vậy khối lượng nhôm oxit thực tế cần dùng sẽ là, vì hiệu suất phản ứng là 90% nên khối lượng dùng thực tế sẽ phải lớn hơn về mặt lý thuyết trên. Ta tính được nhân 90% sẽ bằng 8,395 tấn. Vậy khối lượng quặng bôxit nhôm cần dùng là, vì trong quặng bôxit nhôm nhôm oxit chỉ chiếm 40% nên khối lượng quặng bôxit nhôm sẽ là 20,987 tấn. Ta có thể ghi đáp số 20,987 tấn. Em sang phần thứ ba, chúng ta đi tìm hiểu và giải một số bài tập có liên quan đến chất dư. Bài tập cho lượng của hai chất tham gia phản ứng. Bài tập yêu cầu xác định chất dư hoặc chứng minh chất dư. Phản ứng xảy ra hoàn toàn khi có một chất tham gia hết thì phản ứng hóa học đó sẽ kết thúc. Khi tính toán thì cần tính theo chất thiếu, không tính theo chất dư. Đấy là những cái lưu ý quan trọng trong giải bài tập hóa học mà các em cần phải lưu ý. Về phương pháp giải, ta dựa vào tỷ lệ các chất trong phương trình hóa học, tức là tỷ lệ mol để ta xác định chất dư. Lượng chất tạo ra tỷ lệ lớn hơn tỷ lệ của phương trình hóa học sẽ dư sau phản ứng hóa học. Khi ta đối chiếu hai chất phản ứng, hai chất đối chiếu với tỷ lệ phản ứng mà lớn hơn tỷ lệ phản ứng thì chất nó sẽ dư. Đối với hỗn hợp cùng tác dụng với một chất
ta sẽ dựa vào lượng chất phản ứng tối đa của hỗn hợp để chứng minh hoặc xác định chất dư. Tức là ta đã cho một cái chất nó phản ứng ở mức tối đa, thực tế nó không đạt đến mức đó, nhưng mà vẫn chất kia vẫn còn, chứng tỏ là chất thực còn lại sẽ dư. Vậy nói về mặt lý thuyết có vẻ nó sẽ khó hình dung, nhưng khi giải một số bài tập dưới đây thì các em sẽ dần dần hiểu được. Ví dụ 1, cho 3,6 gam magie vào 500ml dung dịch axit chlorhic nồng độ 1m cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn với hiệu suất 100%. Tính thể tích khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn tạo thành sau phản ứng, biết phản ứng xảy ra theo sơ đồ như sau. Như vậy ở trong bài này các em thấy hai chất phản ứng với nhau, người ta cho lượng của cả hai chất này. Như vậy phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhiều em lại không đọc kỹ đề bài thì đến đây này cứ viết phương trình phản ứng xong rồi tính luôn. Nhưng mà tính ở đây thì ta tính theo magie hay tính chất tạo thành theo axit chlorhic? Để tính được chính xác và đúng thì ta phải biết chất nào phản ứng hết để ta tính theo. Còn chất dư, nếu ta tính theo chất dư thì sẽ cho ra một đáp án sai. Bài dạy như sau: phương trình hòa học, ta cần bằng phương trình sẽ ta tính số mol magie bằng 0,15 mol, số mol của axit chlorhic 0,5 mol. Và nhìn vào phương trình phản ứng, ta thấy magie phản ứng với axit chlorhic theo tỷ lệ là 1:2. Vậy theo bài ra thì tỷ lệ mol của magie trên axit chlorhic là 0,15 trên 0,5, nhỏ hơn tỷ lệ 1:2. Có nghĩa là ở đây ta thấy cái lượng axit chlorhic sẽ dư sau phản ứng. Như vậy ta tính sản phẩm khí hydro tạo thành, ta sẽ phải tính theo chất thiếu, hay nói khác là chất phản ứng hết, chính là magie. Vậy theo phương trình phản ứng thì số mol của hydro sẽ bằng số mol của magie và bằng 0,15 mol. Từ đây ta tính được thể tích khí hydro điều kiện tiêu chuẩn sẽ là 0,15 nhân 2,4 bằng 0,336 lít bằng 336 ml. Ví dụ 2, hỗn hợp A gồm 2 kim loại magie và sắt, cho 8 gram hỗn hợp A và 400ml dung dịch HCl nồng độ 2m cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn với hiệu suất phản ứng 100%, chứng minh rằng dung dịch HCl dư sau phản ứng, biết rằng các kim loại tác dụng với dung dịch axit theo phương trình hòa học M cộng HCl tạo ra MCl2 cộng hydro. M là kim loại hóa trị 2. Ở đây ta thấy magie và sắt đều phản ứng theo phương trình trên. Như vậy bài tập ở đây người ta yêu cầu chứng minh rằng dung dịch axit dư sau phản ứng. Ta biết chắc là axit sẽ dư sau phản ứng rồi, nhưng vấn đề là ta chứng minh nó dư như thế nào? Chứng minh như thế nào? Đây là một bài tập khá là hay. Nó giải như sau. Đầu tiên ta sẽ viết phương trình phản ứng, và đây ta sẽ nhận xét được như sau: số mol của hỗn hợp A sẽ lớn hơn khối lượng hỗn hợp A chia khối lượng mol của sắt và nhỏ hơn khối lượng
hỗn hợp A chia khối lượng mol của magie. Bởi vì sao? Bởi vì ta thấy khối lượng mol của sắt là 56 lớn hơn khối lượng mol của magie là 24. Ở đây ta phải nhớ lại cái công thức về tính số mol. Số mol được tính bằng khối lượng chia khối lượng mol. Thì khối lượng mol của hỗn hợp này, hỗn hợp này thì khối lượng mol của nó sẽ nhỏ hơn khối lượng mol của sắt và lớn hơn khối lượng mol của magie. Như vậy thì số mol của nó ta sẽ nhận xét được như trên. Vậy theo phương trình hóa học thì cứ một mol kim loại tác dụng hết hai mol axit clohydric. Với số mol của axit clohydric phản ứng sẽ là 2 mol, 2 nhân Na. Và số mol này sẽ nhỏ hơn 2 trên Ma khối lượng hỗn hợp chia cho khối lượng mol của magie bằng 2 nhân 8 nhân 4 bằng 0,66 mol. Số mol axit clohic trước phản ứng là bằng 0,4 nhân 2 bằng 0,8 mol. Như vậy ta thấy ở đây là khối lượng số mol axit clohic phản ứng không vượt quá 0,66 mol, mà số mol axit clohic ở trong dung dịch thì nó có đến 0,8. Nên con số này lớn hơn nhiều so với con số 0,66 mol có thể phản ứng. Vậy chắc chắn dung dịch sau phản ứng sẽ còn dư axit clohic. Ví dụ 3. Trộn 40 lít khí hydro với 10 lít khí nitơ trong bình kín, dùng tia lửa điện cho phản ứng xảy ra, sau đó đưa bình về điều kiện ban đầu thì thu được 48 lít hỗn hợp khí mới. Tính hiệu suất của phản ứng, biết phản ứng xảy ra theo sơ đồ nitơ cộng với 3 hydro thì tạo thành 2 N2 NH3. Ta đi vào giảng, đây là bài tập khá là hay và tương đối khó, ta cần lưu ý sơ đồ phản ứng. Và đây ta có một nhận xét là gì? Các chất khí ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì tỷ lệ về thể tích cũng chính bằng tỷ lệ về số mol của các chất. Đây là một nhận xét rất quan trọng trong phản ứng của chất khí. Vậy theo phương trình phản ứng ta có tỷ lệ mol của nitơ trên hydro bằng 1/3. Vậy suy ra tỷ lệ thể tích của nitơ trên hydro cũng bằng 1/3. Mà theo bài ra thì tỷ lệ thể tích của nitơ trên hydro bằng 10/40 bằng 1/4. Và theo phương trình hóa học thì thể tích của NH3 tạo thành sẽ bằng 2 lần thể tích của nitơ và bằng 20 lít. Tại sao ta lại tính theo thể tích nitơ? Bởi vì ta thấy theo phương trình phản ứng thì hydro sẽ dư sau phản ứng, nên thể tích của NH3 được tính theo nitơ, chất phản ứng hết. Phần trên là nói về cách xác định chất dư và chất phản ứng hết. Các em có thể xem lại ở phần trên để chúng ta hiểu rõ phần này hơn. Vậy ta gọi xylit là thể tích NH3 tạo thành sau phản ứng khi thể tích N2 nitơ phản ứng sẽ là 0,5x và thể tích hydro phản ứng sẽ là 1,5x. Đây là thực tế. Vì phản ứng không chắc chắn có xảy ra hoàn toàn hay không, nên sau phản ứng có thể có khí nitơ dư, khí hydro dư và
khí NH3 amonet tạo thành. Vậy thể tích hỗn hợp khí sau phản ứng sẽ bằng V của nitơ dư cộng V của hiđro dư cộng V của NH3 dư. Từ đó ta có 10 trừ 0,5x. Ta thể tích khí nitơ ban đầu trừ đi thể tích khí nitơ phản ứng này, cộng 40 cộng thể tích khí hiđro ban đầu trừ đi 1,5x tức là trừ đi thể tích khí hiđro phản ứng cộng với x tức là cộng với thể tích khí amoniac NH3 tạo thành sẽ bằng 48 lít. Từ đó ta giải ra ta sẽ được x thì bằng 2 lít. Vậy thì hiệu suất phản ứng sẽ được tính bằng thể tích NH3 thực tế trên thể tích NH3 theo lý thuyết của phương trình phản ứng N100 và bằng 2 trên 20 nhân 100 bằng 10%. Như vậy trên đây thầy đã hướng dẫn các em cách để chúng ta giải các bài tập có liên quan đến hiệu suất phản ứng và đặc biệt là các bài toán liên quan đến chất dư. Thì bài toán liên quan đến chất dư bài toán tương đối khó. Hy vọng rằng video này sẽ giúp các em học tập tốt những nội dung hay và khó của môn hóa. Các em có thể xem lại video nhiều lần và áp dụng để làm nhiều các bài tập để chúng ta hiểu rõ hơn về mặt lý thuyết cũng như là có kinh nghiệm trong việc xử lý các bài toán về hóa học có liên quan đến chất dư và hiệu suất phản ứng ở các mức độ khác nhau. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học lần sau.